Hoa, Hoa, đứng lại thầy bảo. Có chuyện gì thế thầy? Chuyện của Trang mà, không đành nhưng bất đắc dĩ cũng phải vận động nó về quê. Để ở đây sợ có những ảnh hưởng không tốt. Trường đang thiếu giáo viên, bây giờ lại càng thiếu hơn. Thầy cũng đã xin nhưng trên phòng chưa điều được giáo viên mới. Em ở lại đây nhé. Dưới địa bản thì sao hả thầy? Xã và bộ đội biên phòng sửa cầu cũng sắp xong rồi, chỉ tuần sau là đi lại được. À, em về thông báo cho học sinh là tuần sau có mặt tại điểm trường nhé. Dạ, em chào thầy ạ. Hai, ba. Đợi tí, đợi tí. Còn lại. Hai, ba. Chị Thắng. Biết thằng bắn nó tài. Mua. Mua. Lại đây cô bảo. Chú ơi, cho đi tiếp đi chú. Mua. Con có muốn đến trường không? Con có ạ. Sao rồi chị? Chị nói chuyện rồi nhưng bà không đồng ý. Để em thử xem. Đi cái chay. Tuni à, khui cần mua, mua cần tới. Lô sắc hai đường ba mua cần tới lô sư. Đường ba im mua, đường ba xa bị cú rô lại. Đường nhẹ nhau chí rô mi nhỏ. Con có thể đưa em đến trường không? Cô sẽ xin với thầy giảng cho em vào học lớp của cô Loan nhá. Vâng ạ. Hằng, Dính, lại đây cô bảo. Hai con có thể giúp bạn mua đưa em đến trường không? Không, con không làm đâu. Hằng, Dính, con có thể giúp bạn mua không? Ngoan lắm. Ừ.